Sao hàng Nhật nội địa xin chào các bác. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2021. Em lên sóng một cái cặp đôi máy lọc không khí quá nhé. Đây là một cái cặp đôi cùng sản xuất tại một thời điểm, là hai cái con máy VIP nhất tại thời điểm ra mắt. Trong đó thì một con to, một con nhỏ vừa. Các bác có thể nhìn thấy hình dáng thiết kế rất là giống nhau nhé. Ở bên trái là một con VXG50, công suất 50, bên phải là con VXG70. Đây. Các bác có thể nhìn thấy clip. Hai con thiết kế giống y hệt nhau, về mẫu mã chỉ khác nhau về độ to nhỏ thôi. Bây giờ em giới thiệu các bác về con bên trái trước. Con bên trái là con VXG50. Em cũng đã dán mấy cái nút vào đây lằng nhằng vì nhiều bác cứ hỏi bảo dán vào sao không biết sử dụng. Thì đây em đã dán một vài cái nút tắt bật rồi. Trên máy thì có báo độ ẩm này, có hẹn giờ, công nghệ eco, cảm biến ánh sáng này. Các chế độ lọc không khí, tốc độ lọc. Mặt trước thì là đèn báo cảm biến bụi. Tình trạng máy con này thì như trên clip thôi, với G50. Thông số đây ạ. VX50 công suất 43W, các bác dùng cho phòng khoảng 30 mét vuông trở lại nhé. Con này thì em đã thay màng lọc mới cho các bác luôn rồi. Màng lọc mới tinh nhé. Các bác về chỉ việc dùng thôi, không cần phải làm gì nữa cả. Đấy. Máy đi kèm màng lọc mới rồi. Giá thì là 2 triệu 9. Đấy, con này thì các bác dùng cho phòng khoảng 30 mét vuông trở lại, 20 đến 35 mét. Sang bên phải là con VG70. Con này thì trên màn hình hiển thị thì cũng giống như con 50, cũng khóa trẻ em báo, con này cũng có khóa trẻ em có nhé, khóa trẻ em báo phần trăm độ ẩm, hẹn giờ, công nghệ eco, biến ánh sáng, tốc độ lọc, điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy, tốc độ lọc và các chế độ lọc, đèn báo bụi bẩn, bụi mùi. Đặc biệt con này có thêm trang bị thêm tính năng dò tìm chuyển động, phát hiện người ra vào trong phòng. Nếu mà phát lâu lâu máy không phát hiện có người trong phòng thì máy sẽ tự động giảm tốc độ xuống. Đấy. Con này thì cũng trang bị màng mới cho các bác luôn, màng mới tinh nhé. Hai con nói chung là không có khác biệt nhau gì về kiểu dáng cả, chỉ có to và nhỏ thôi. Đây con này thông số này, VG70 công suất là 66W, các bác dùng cho phòng khoảng 50 mét vuông trở lại. Cả hai con này thì em đã đấu điện 220V bên trong rồi. Đấu đổi điện 220V bên trong các bác nhé. Giá con bên trái này 2 triệu 9. Giá con bên phải là 3 triệu 9. Giá rất tốt rồi. Thời điểm trước những lúc cao điểm con này 4 triệu 6 con này. 4 triệu 6. Con này 3 triệu 4, 3 triệu rưỡi. Này. Những cái lúc cao điểm, đỉnh điểm của nó là như vậy. Đợt này thì giá cả tốt hơn rất là nhiều. Cuối năm em bán giá rất là tốt. Nếu các bạn nào có lấy thì các bác liên hệ nhé. Giá chưa có phí vận chuyển đâu ạ, ship hàng toàn quốc chứ không bao ship. Các bạn xa mua đặt cọc trước 500.000, nhận hàng thanh toán nốt. Chào các bác.